Hello mọi người, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách in đơn hàng giao hàng tiết kiệm trên máy in Ghostpick 79 bằng điện thoại. Đầu tiên thì mọi người bật Bluetooth và Wi-Fi lên giúp mình. Sau đó mọi người vào app Open Label và kết nối Wi-Fi với máy in. Đây, lần trước mình đã kết nối Wi-Fi rồi nên là khi mà mình đăng nhập thì máy tự động kết nối luôn. Nếu mà bạn chưa kết nối thì bạn bấm vào cái hình máy in này, sau đó chọn thiết bị Wi-Fi và kết nối với cái địa chỉ IP hôm trước mình đã hướng dẫn. Nếu như mọi người quên hoặc là chưa xem cách kết nối Wi-Fi thì mọi người có thể xem lại clip đó nha. Bước 2B á mọi người. Rồi đây là cái địa chỉ IP Wi-Fi nhà mình. Sau khi kết nối xong thì mình sẽ qua app giao hàng tiết kiệm. Mọi người vào app giao hàng tiết kiệm. Sau đó mọi người vào mục tài khoản và kéo xuống dưới, chọn lại cấu hình máy in. Mọi người bấm vào có sử dụng. Mọi người nhấn vào cấu hình máy in. Sau đó nhập địa chỉ IP ban nãy vào. 192.168.1.99. Sau khi nhập xong thì bấm kết nối. App đã báo thông báo là cấu hình máy in thành công. Và bây giờ mọi người quay lại app và tiến hành in. Mọi người vào một đơn hàng. Mọi người bấm vào đơn hàng cần in. Sau đó bấm in. Máy in rất là nhanh luôn đó mọi người. Siêu nhanh và rõ nét luôn. Đây mình cho mọi người xem. Dòng máy này thì là dòng máy cao cấp nên in rất là nhanh và rõ nét luôn mọi người. Rồi, ngoài ra mọi người muốn in đơn giao hàng tiết kiệm mà in hàng loạt thì mọi người có thể dùng app Mua Shop. App này thì cũng hoạt động tương tự với giao hàng tiết kiệm app nha mọi người. Mọi người vào một đơn hàng, sau đó chọn đơn hàng hàng loạt. Mọi người in, mình in test 5 đơn cho mọi người xem nha. Và sau đó mọi người bấm in đơn, in 5 đơn. Thì mọi người cũng tương tự nhập mã địa chỉ IP vào. .168.1.99. Mình nhập sai á mọi người. Bấm ok. Rồi đã như vậy. In hàng loạt rất là nhanh luôn. Bây giờ mình in lại cho mọi người xem nha. Từ từ. Vậy là mình đã hướng dẫn xong in đơn hàng giao hàng tiết kiệm hàng loạt trên máy in Ghostpick 79 BW. Để in các sàn thương mại điện tử hoặc là đơn vị vận chuyển khác thì mọi người xem clip tiếp theo giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.